tự tay làm bánh trung thu tặng người yêu, ủa lộn, tặng chồng, chỉ trong 30 phút là xong. Hello mọi người, chị biết nấu ăn đây. Hôm nay tự nhiên ngẫu hứng lên cái đi bắt tay lên làm bánh trung thu tặng chồng nè. Mà nói chứ tặng chồng chứ có phải người yêu đâu. Chừng nào tặng người yêu rồi mình hẳn đổ mồ hôi sôi nước mắt ra tặng. Giờ có chồng rồi thôi lựa cái nào đơn giản và tiết kiệm thời gian xíu đi. Chứ chồng nó cũng khó tính lắm à. Đẹp mà ngon á thì cũng không ăn. Mà ngon mà không đẹp á thì cũng không ăn. Trời ơi, hồi đó tôi làm thử bánh trung thu một lần rồi, muốn làm bánh trung thu là phải thắng nước đường, rồi nhào bột, rồi chuẩn bị nhân, rồi phải có lòng đỏ hột gà rồi gì tụi nó la đúng không? Nó thiệt thì làm cũng được nhưng mà nó cực với lại mất thời gian á mọi người. Còn ông chồng tôi thì giờ mình kệ ổng đi. Cũng hơi là bữa nay tôi khám phá ra được loại bánh trung thu mới ra này nè, bánh trung thu trong veo. Nãy giờ mọi người cũng thấy á là tôi chỉ việc đổ nước vô, cho đường vô rồi quậy bột nè. Nhưng mà cái cục cho đường tôi quên quậy. Cái bột đó là bột trong veo của Cham Farm đó mọi người. Còn phần nhân á, nếu mà mọi người lười làm nhân thì có thể mua luôn cái nhân làm sẵn này cho nó khỏe. Xong cái mình quất miếng dầu vô khuôn, xong rồi chế miếng bột đã quậy vô rồi bỏ cái phần nhân vào viên vô, xong cái bỏ vô nồi hấp khoảng 20 phút là nó chín rồi. Ê tính ra nó dễ lắm luôn á, nãy giờ tôi đâu làm gì đâu, chỉ có quậy bột à. Mà hả, cái khuôn cũng được chuẩn bị sẵn mà cái bao bì đóng gói vậy nè cũng được chuẩn bị sẵn luôn. Đây thành phẩm của tôi nè mọi người ơi. Trong veo dễ thương xinh xắn vô cùng. Ăn á thì nó kiểu sẽ giống như là bánh trung thu dẻo của mình nhưng mà nó dai ngon hơn và phần nhân thì ngọt vừa thơm mùi đậu. Lỡ ngon quá nên được trớn ăn hết 3 cái rồi, bây giờ phải đi đổ thêm cho ông chồng thôi.